Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ giảm mưa, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Riêng khu vực biển từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận và vùng biển phía nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông rải rác, nhưng thời gian mưa không kéo dài và ít có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật trong cơn dông. Từ ngày mai 23 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới và gió Tây Nam suy yếu hẳn, đới gió Đông Bắc lan xuống các vùng biển phía Nam nhưng phổ biến có cường độ trung bình cấp 4 nên không gây tình trạng biển động. Thời tiết ở hầu khắp các nơi ở Biển Đông chủ yếu nắng ráo, tầm nhìn thông thoáng nên tàu thuyền có thể lưu thông bình thường trong những ngày tới. Riêng vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại có xu hướng mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ nên phần nào gây cản trở cho các hoạt động hàng hải ở khu vực này. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ nói chung, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ nói riêng, vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc ở cường độ mức cấp 4, cấp 5. Sóng biển không cao, ban ngày thời tiết vẫn nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng nên tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên, trong 1 đến 2 ngày tới, cường độ gió mạnh hơn một chút, có khả năng gây biển động nhẹ. Bà con ngư dân cần lưu ý hiện tượng sương mù nhẹ vào sáng sớm, phần nào gây giảm tầm nhìn vào thời điểm này. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay còn có mưa rải rác. Sang ngày mai, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng. Gió ở khu vực này có hướng Đông Bắc và hoạt động với cường độ trung bình, sóng biển cao dưới 1,75 m. Nhìn chung, thời tiết đang có xu hướng tốt lên, thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân trên vùng biển này. Khu vực từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay, ngày mai và những ngày tiếp theo, gió Tây Nam suy yếu hẳn, thay vào đó là đới gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần lên ở mức là cấp 4, cấp 6. Đến chiều tối ngày 24, ngày 25 có lúc đạt cấp 6 gây biển động nhẹ. Thời tiết chuyển sang trạng thái nắng ráo, tầm nhìn thoáng nên ngoại trừ khả năng đôi lúc có sóng cao trên 2 mét vào chiều tối, gây khó khăn cho các tàu có trọng tài nhỏ, thì nhìn chung các hoạt động hàng hải có thể hoạt động bình thường. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc, gió Tây Nam cũng suy yếu dần và thay thế bằng đới gió Đông đến Đông Bắc hoạt động yếu, biển êm. Thời tiết cũng chuyển tốt lên khi dấu hiệu của những cơn mưa giảm đi trong ngày mai và những ngày tiếp theo, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.